trong cái nông thôn đường hẹp thế này là không có xe luôn. Đây là trong cái vùng quê, đoạn này hẹp thế này, bật xi nhan để tránh chuẩn. Đấy các bạn thấy mình lách chuẩn chưa? Đó, đường rất là hẹp. Miền Tây đây bà con, à Đồng Nai mà, mình chạy Tân Yên Đồng Nai, đường nông thôn hẹp đấy. Chúng ta đi ra chỗ này là bắt đầu có xe đấy, có xe chạy đường hẹp này phê dữ luôn. Mình tắt đèn led đi chạy cho nó máu. Vượt xin nào, xem vượt cái nào. Wow, đoạn này mình có xe vượt phê quá, quá đẳng cấp các bạn. Đấy, úp cái thằng xe máy. Đây may mình lách được cái thằng xe máy, đứt. Không nó đứt luôn. Cho em xin đường cái, quá đẳng cấp các bạn. Công nhận chạy giường nằm 2018 phê quá. Tầm này hy vọng không có xe đây. May quá không có xe, sướng quá, vượt này. Chúng ta chạy đường hẹp nông thôn, vượt này sướng. Chạy 2018 phê dữ. Đấy, wow, quá chuẩn. Úi dồi, úi dồi. Cố lên. Ui, lách sướng quá. Các bạn thấy chạy 2018 này, dừng nằm bầu hơi, lách nhún êm, không còn gì bằng. Đấy, đoạn này chúng ta chạy chậm nữa, toàn những cái đoạn bắp mô cao, ổ gà này sập gầm chít. Đấy, đấy, đấy. Wow, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinatai Việt Nam. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm con xe giường nằm Taco Mobom đời 2018 của nhà xe Tân Niên Limousine các bạn. Wow, phải nói là con xe đời 2018 của chúng ta rất là đẹp. Mình chụp hình một chút. Con xe đời 2018 này đẹp như thế này thì chúng ta có thể làm rất nhiều các cái skin xe. Chính vì Taco 2018 rất là đẹp cho nên là rất là nhiều nhà xe bây giờ là sắm xe mới chuyển sang xe 2018 đấy các bạn. Wow, bởi vì 2018 có cái đường nét thiết kế mà chúng ta có thể pha những cái màu sơn rất là đẹp luôn đây các bạn. Nó có những đường nét rất là hố mạnh mẽ. Ok, để mình nổ máy khởi động thì chúng ta bắt đầu hành trình luôn. Wow, đây. Hôm nay chúng ta lại khám phá tiếp tục trong một cái map nông thôn đường hẹp. Wow, mình rất là khoái chạy giường nằm trong đường hẹp, rất là thú vị luôn. Để mình khởi động một chút đã. Rồi đây, bây giờ để mình mở cửa xe cho các bạn xem con 2018 mở cửa xe rất là thực tế luôn. Ok, để mình mở cửa xe, các bạn khách lên xe nào. 1, 2, 3, 2. Các bạn thấy xe mở cửa rất là thực tế luôn. Ok, để mình bay cho các bạn xem đâu rồi ta. Chúng ta bay đi xem nội thất cái nhỉ. Đây, đây, đây. Đây, cho các bạn bay lên xe, lên cửa xe đi xem nội thất này. Chúng ta không bay xe giường nằm. Lâu lắm rồi chúng ta không đi khám phá nội thất bên trong xe đấy. Wow, cảm giác rất là thực tế luôn. Đây là cảm giác xe, chiếc xe giường nằm thực tế của chúng ta. À, đây mình mở cửa cốp ấy nhé. Các bạn chờ mình một chút. Wow, con xe đẹp vãi, chụp hình ấy à. Đấy. Ôm mà là cốp mở đi nào. Đấy, các bạn thấy cốp mình đã mở lên rồi, rất là tuyệt vời luôn. Có cái chữ xuyên cơ mặt đất này nó dán lên cái nắp cốp kia, nó bị tách luôn các bạn. Đó là thực tế, phải nói là đây là một con xe đẹp nhất luôn. Tân Niên Limousine, mình thấy đẹp hơn cả con xe Tuyến Anh Limousine mà trước chúng ta chạy. Wow, tuyệt vời. Ok, bây giờ mình bỏ qua mở nắp máy đi. Bây giờ mình sẽ cho khách lên xe để chúng ta bắt đầu hành trình luôn. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký này, rồi sau đó ấn vào cái hình cái chuông để nhận thông báo khi ra mắt video trải nghiệm xe mới về tài khoản YouTube các bạn. Xin cảm ơn. Wow, có vẻ trời đang ngớt mưa rồi các bạn. Hôm nay chúng ta chạy khám phá map nông thôn đường hẹp dưới trời mưa này thì phê luôn, không còn gì bằng luôn. Wow, các bạn đã thấy là khách nằm lên xe rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình luôn. Wow, còn xe đẹp vãi.
mình bật đèn led cái nhà đó, các bạn thấy đèn led của xe Tân Liên là tuyệt vời luôn, rất là đẹp đó. Ok, mình sẽ cho xe ra để chúng ta bắt đầu hành trình luôn. Này mình khám phá map này rất là thú vị luôn. Đấy, rồi bắt đầu hành trình. Wow, con xe đẹp đẹp vãi, các bạn thấy đèn led của con xe này, đèn led trắng đấy, rất là tuyệt vời. Wow. Đây chúng ta phải lách sang bên này. Chỗ này là nhà xe trong cái đường nông thôn này. Ở Việt Nam mình cũng hay có kiểu là nhà xe trong cái đường nông thôn này. Toàn là xe ở vùng các vùng quê chứ không phải là xe thành phố. Xe cách ở Việt Nam đa số là ở vùng quê đấy. Các bạn thấy rất là đẹp luôn. Wow, con xe này hầm hố quá nha. Nhìn phê quá. Đẹp vãi, chụp hình phát này. Xe đẹp thế này mà. Chạy trời mưa còn gì bằng. Con xe này phải nói là đẹp hết chỗ chê luôn các bạn. À, mình bật gạt mưa ấy nhỉ. Úi trời, cái G này êm mà bầu hơi nhú nềm thế nhỉ. Đây thì mình cho xe ra đây. Chúng ta phải bám sát bên này một chút. À, các bạn bám sát đấy. Wow, đẹp thế. Các bạn thấy đường nông thôn rất là hẹp ở đây. Chúng ta phải bám sát ra rộng rộng một chút để ôm cua vào đây cho nó hơi ngọt. Đó. Wow, quá chuẩn, quá tuyệt vời. Phải nói con xe của mình là đẹp, đẹp đẹp dã man luôn các bạn. Đẹp không còn chỗ chê. Rồi, chúng ta đang xuất phát trong nông thôn. Đấy, đường rất là hẹp. Ok. Các xe máy này đứng. Rồi. Các bạn thấy đường nông thôn rất là giống Việt Nam chúng ta. Cho nên là các bạn đừng tiếc một like và comment dành cho mình trong một cái trải nghiệm mà map nông thôn rất là giống Việt Nam như này. Ở cái G này, cái G bên ngoài đấy. G cào vãi. Ui cái thằng xe máy này treo veo. Ui mình đập phanh chậm quá, trượt, trời mưa trượt này. Thằng xe máy này bị lỗi, nó treo veo. Các bạn thấy nó bị lỗi chút, tự nhiên nó cao ngoắt lên không chạm đất. Ôi, wow, mình ôm cua rất là ngọt luôn. Đấy, qua G chúng ta phải nhìn bên ngoài này. Công nhận bầu hơi 2018 ấy, êm vãi. Chúng ta đang đi trong cái nông thôn đường hẹp, cái này không có xe luôn. Đây là trong cái vùng quê. Ôi, đoạn này hẹp thế này. Bật xi nhan để tránh chuẩn. Đấy các bạn thấy mình lách chuẩn chưa đó. Đường rất là hẹp. Miền Tây đây bà con, à Đồng Nai mà. Mình chạy Tân Yên Đồng Nai. Có mấy khách kia mình định mời chào lên xe. Mình chào nhầm. Chúng ta là chạy xe Tân Yên ở tỉnh Đồng Nai các bạn, chứ không phải là đi miền Tây đâu. Mình hay nói quen là đi miền Tây. Đấy, lại đường hẹp này. Đấy, các bạn thấy mình lách chuẩn chưa? Công nhận chạy trong nông thôn đường hẹp này phê quá. Wow, đẹp thế. Con xe mình cứ muốn ngắm nhìn mãi. Công nhận Mobile Home 2018 phê vãi các bạn. Ô cái đoạn này cái mấp mô này rất là phê luôn. Chạy trong mắt nông thôn đường vô về mấp mô này, bầu hơi 2018 nhún thì còn gì bằng đấy các bạn thấy không. Đó, đoạn này nhìn bên ngoài nó phê này. Ôi ui dồi ui, nhìn bên trong thì nhìn bên ngoài mới lạc tay lái mất. Quá phê luôn. Mình rất là khoái chạy giường nằm 2018 có cái bầu hơi này nhún phê. Ui phê quá. À để chuyển qua cái vị trí hành khách ấy nhỉ. Nhìn cho nó phê. Đâu rồi ta? Ở vị trí này nhìn thì còn gì bằng.
quá tuyệt vời các bạn. Sướng quá. Ô rẽ đây quên mất. May mình vừa trước được con xe container. Không nó rẽ vào là mình lại phải chờ nó rất là dài. Mãi chạy quên lắm. Wow, chạy dừng nằm phê quá. Các bạn thấy đường nông thôn hẹp đấy, chúng ta đi ra chỗ này là bắt đầu có xe đấy. Có xe chạy đường hẹp này phê dữ luôn. Mình tắt đèn led đi chạy cho nó máu. Vượt xin nào. Chẳng vượt cái nào. Wow, đoàn này mạnh có xe vượt phê quá. Quá đẳng cấp các bạn. Ủa cái thằng xe máy. Đây may mình lách được cái thằng xe máy đứt. Không nó đứt luôn. Chạy nông thôn là mẹ rất hay gặp xe máy. Nó đi rất láo luôn. Ui sông này. Sông này bắc ngang qua đường luôn. Đấy các bạn thấy không. Ui. Sông Việt Nam mà sông lũ luôn, sông cửa đấy mà gặp phải mùa lũ thì ngập hết cả làng. Đông, đường nông thôn mà đông xe dữ các bạn. Xin vượt mà còn không ngớt xe mà để mà vượt. Ui, mẹ cái tăng xe buýt này chậm vãi nên làm mình hôn vào mít nó. Cho em xin đường nhé. Quá đẳng cấp các bạn. Công nhận chạy giờ nằm 2018 phê quá. Lần này hy vọng không có xe đây. May quá không có xe, sướng quá vượt này. Chúng ta chạy đường hẹp nông thôn vượt này sướng. Chạy 2018 phê dữ. Đấy, wow, quá chuẩn. Ui dồi. Cố lên. Ui, lách sướng quá. Các bạn thấy chạy 2018 này, dừng nằm bầu hơi. Lách, nhún êm, không còn gì bằng. Đấy, đoạn này chúng ta chạy chậm nữa. Toàn những cái đoạn mấp mô cao. Ổ gà này sập gầm chít. Đấy. Cái đoạn này nghiêng à. Đấy, chạy chậm rồi nào. Không, đấy. Gầm xe mình dừng nằm thì thấp. Mà cái đoạn này mấp mô, ổ gà cao vãi. Quá nguy hiểm luôn các bạn. Như kiểu mẹ đi đường đèo Việt Nam mà mấp mô ổ gà này thì quá nguy hiểm luôn. Ui dồi. Trời mưa trơn mà vòng vèo này. Quá nguy hiểm. Công
nhận tay nghề mình lách đẳng cấp các bạn. Đường đèo vòng vèo nguy hiểm quanh co này mà lách được những cái con xe. Phê quá, ôi giời. Chậm chậm. Đoạn này quá là nguy hiểm. Công nhận là chạy map này bằng giường nằm phê. Khi hôm sau mình lôi con container chạy cái map này 18 máy xe ấy. Vào đây chạy thì còn gì bằng. Quá phê. Ô, cái xe chở gỗ, chở rơm bên này đậu lòi cả mặt ra đây. Thằng kia cho em nhìn nhiều đường tí. Quá tuyệt vời. Còn lại vướng cái gờ. Xe đẹp quá các bạn. Cho em nhường đường tí nào, nhường cho em tí nào. Ô, đoạn này tắc đường rồi. Lại cái đoạn rẽ này tắc đường à. Mấy xe kia lại không nhường nhau các bạn. Không nhường nhau để tắc đường cái này. Đó. Con xe ba chân này. Hino biết ngay là Hino mà đấy. Cái xe này không nhường nhau để tắc hết cả đường. Mình xem ra không có lối đi luôn. Mình lách qua đây thì có đi kiểu gì. Bây giờ dẹp được cái thằng Hino này là ngon. Thôi mình cứ đánh xe ta tạm bên này đã. Nhờ đường nào bay bố ơi. Đấy bay này nhanh. Chờ bọn này giải quyết tắc đường bao giờ. Wow, chúng ta chạy đường hẹp, các bạn nhìn thấy phê không? Giường nằm mẹ chạy đường hẹp không còn gì bằng. Quá là tuyệt vời. Đồng xẻ vãi. Lại được thằng Foreigner này đứng đây à? Mày tạt vào đi để bố đi nào. Mày thằng này. Đi đi. Ôi giời, định lùi xuống ruộng à? Nó định lùi xuống ruộng kìa các bạn à. Game này nó ngu vãi. Thôi để mình lách vậy. Cảm ơn mày cũng đã nhường đường cho anh. Xem lách vừa không à? Đó, vừa đấy. Ok. Đấy, các bạn thấy mình lách. Ôi giời, vẫn chạm mà chạm cái khỉ gì vậy. Đây các bạn thấy là chạm con xe chó nào đâu mà nó phạt mình chạm luôn. Rồi. Đoạn này cái màu cỏ này cao thế này. Đường này đường đất mà đây còn dính đá ở đây các bạn. Chúng ta chuyển qua cái vị trí lơ xe cái nhỉ. Ui, mày đây vị trí lơ xe này. Quá phê. Để hôm nay chúng ta làm lơ xe này. Bạn thấy mình ngồi ở vị trí lơ xe mà lái chuẩn thế này. Mình
mình chuyển về vị trí lái xe anh em. Xem cái thằng container này vượt phát à. Vượt đây, cố lên. Hy vọng không, ui không kịp rồi, có con xe Fortuner cái gì. Đúng rồi, Fortuner. Xe mày quá, phê quá. Đây mày đến đây có xe, phanh phanh, ui giời, phanh không kịp. Đi đi mày, mày hút cục cái mà đứng im ấy luôn. Đi đi, mẹ cái thằng này ngu thế, đã thấy bố mày hút cho phát, xuống ruộng luôn. Cho mày xuống ruộng này, xuống ruộng chưa? Đó, mẹ bảo đi không đi, đâm vào cái cây cột điện luôn. Nhường cho mà đi đi còn. Game này được cái là ngủ vãi các bạn. Lúc đâm cho không biết đường mà đi tiếp. Chạy ra quốc lộ đường rộng phóng tít phê vãi các bạn. Ôi cái thằng xe máy kìa, mình lách cái thằng xe máy em ạ. Ui rồi thế mà cũng tâm vào thằng xe máy rồi. Lần này mình lách hơi vội. Không kịp. Ui mẹ, thằng Toyota Innova này. Xe con mà chạy chậm vãi. Trước mặt mình kìa, à cái bà mẹ chở đứa con bằng xe đẩy. Rồi ta vào đây dừng nghỉ chút nào. Wow, con xe đẹp vãi các bạn. Ta nhìn từ xa này rất là đẹp luôn. Ok, hôm nay chúng ta dừng nghỉ tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ đừng tiếp một like một comment dành cho mình cho một cái trải nghiệm trong map nông thôn rất là đẹp như này. Sau chúng ta lại tiếp tục cái map này. Ok. Bye, xin gặp lại các bạn trong các video lần sau. Quá là đẹp luôn. Ok, mình tắt máy nào. Ok. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký này, rồi sau đó ấn vào cái hình cái chuông để nhận thông báo khi ra mắt video trải nghiệm xe mới về tài khoản YouTube các bạn. Xin cảm ơn.